chào mọi người. Wow. Hôm nay lại tiếp tục là một video unboxing đồ săn sale sọc be nha mọi người. Và lại là quần áo nhà Lovito. Thì đợt này thì mình vẫn mua với giá là 2 triệu nhưng mà mình xem mình được bao nhiêu đồ nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 đồ, 2 triệu cho 16 đồ nha mọi người. Ta-da! Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Tại vì đây là đồ mình săn sale vào đợt 12 tháng 12 nha mọi người. Thật sự là mình không nhớ được là mình đã mua cái gì luôn. Sau 1 tháng cùng nó đến Hàn Quốc với tôi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng xem là mình đã mua những đồ gì nha. Nhưng mà so với lần trước thì mình nhớ là mình đã mua những cái đồ mỏng hơn để mặc cho mùa xuân ý mọi người. Bắt đầu. Đầu tiên, hào hứng quá đi. À, là một bộ đồ tập nha mọi người. Ơ, chắc cũng ok phết. So với mình tưởng tượng chắc ok nha, đồ tập rất ok luôn. Mình mua một em màu xanh này. Mình thấy là so với người mình cũng không rộng lắm. May quá trộm vía. Lần này đã biết và mua đúng size thôi rồi. Và đi cùng với cái áo đó chính là quần tập nha. Đúng không? Ê, chất ok dã man nhá. Chất ok cực. Mà cái này rẻ lắm. Mình nhớ là còn kiểu toàn đồ 100 nghìn mọi người. Tôi đã có một bộ đồ tập siêu rẻ. Tiếp đến, để mình xem nha. Đây là một cái set. Ủa, set này có vẻ đồ hơi rộng một tí nhưng mà mình nhớ mình mua XS này nha. Để mình tìm cái áo của nó nha mọi người. Mình vẫn chưa tìm được cái áo của cái này đâu, mình sẽ để hình đấy nhá. Và đây là một cái áo tô rua này. Hơi to ha. Hơi to rồi. Nhưng mà mình thích là tại vì nó có cái tô rua ở đây này, trông rất là nữ tính. Một em áo nơi này. Xinh nhỉ? Xinh quá. Này. Và chất ok cực nha mọi người. Chất ok cực. Nó không kiểu, mình thấy là nó khá là đúng dáng ấy mọi người ạ. Ý, xinh quá. Tiếp theo, một chiếc váy dài như thế này. Mình thấy cái váy này thì phối được với những rất là nhiều kiểu mọi người. Cái váy dáng suông như này, váy trắng ấy. Đó. Ôi, nhưng mà đợt này chất ok cực kì mọi người. Chất lần trước thì mình thấy là nó hơi mỏng ấy. Nhưng mà đợt này mình thấy là mở cái gì ra mình cũng thấy chất rất là ưng ấy. Không hiểu sao trộm vía là tôi đã săn sale thành công rồi. Xinh chưa? Em sơ mi trắng như thế này. Mặc crop top mọi người. Đó, ok. Nhưng mà chắc cái này thì mọi người nên mặc một cái áo hai dây bên trong ấy. Mình thấy là lớp nó cũng hơi mỏng nhưng mà chất khá là đứng dáng nên là mình cảm giác nó sẽ không bị nhầu ấy. Ừ. À, đây là một chiếc váy mình định mua để mặc cuối năm. Đi chơi cuối năm thì nhưng mà không về kịp nên là mình sẽ mặc đi chơi Jeju của mình. Xinh không? Ừ. À, chất cũng ok nha. Chất kiểu bóng bóng này này. Ô, xinh quá. Nhưng mà mình mua size gì đây? Mình mua size S thì mình nghĩ chắc là vừa. Trời ơi, xinh quá. Tôi sẽ mặc em này đi Jeju. Đây là một em áo trễ vai. Cứ mặc như này này. Đấy, thì nó sẽ hơi bó vào người áo màu đen. Nhưng mà áo này cảm giác hơi rộng mình rồi. Áo này size gì đây? Sao mà rộng thế? Mình sợ là nó sẽ không tôn dáng được. Tại cái áo này ấy, cái dáng này là phải kiểu mặc càng bó càng đẹp ấy. Thử xem sao nha. Đây, một cái áo mình rất thích cái áo này luôn. Tại vì là nó có cái đường khóa kéo á. Và nó sẽ làm hở bụng đó mọi người. Nói chung là mình thích mặc cái gì mà trông nó hở, trông nó kiểu hở kiểu tinh tế. Hở. Đây này. Nó sẽ kiểu dài ở đằng sau và ở số phần trước nó sẽ hở bụng ấy. Đấy.
trông cả mọi người, trông cái eo mình trông nó sẽ nhỏ hơn đấy mọi người. Xinh quá. Ok phết nhở. Chán ta. Đây là một cái áo blazer để mặc đi làm à. Chất ốc. Mình lại tưởng nó là dạ cơ, nhưng mà hóa ra nó lại là kiểu vải bông bông ấy mọi người. Đây này. Mình lại cứ nghĩ nó là dạ cơ. Đó, đây. Mặc lên nó sẽ như thế này. Mình nghĩ là mặc cùng với một cái áo mỏng bên trong như thế này này thì chắc là ok. Trinh. Thế là đống đồ quần áo đã hết rồi mọi người. Đây chính là đống đồ quần áo của mình nha. Còn đây là dây chuyền. Kiểu dây chuyền lơ này này. Mặc mấy cái đồ hồ khử quay thế này mọi người thì nó sẽ... Đó. Đúng mà. Đeo một em dây chuyền mà còn lơ này thì sẽ rất là xinh. Không có to quá. Kiểu không biết độ lắm nhưng mà yêu, nhưng mà đúng không, độ của này đúng không đấy. Nói chung là tôi sẽ đổi để tôi đi Jeju các bác ạ. À, cũng được mà ha, cũng được mà, nếu mà mình tập đội thì mình nghĩ mình sẽ ok. Nhưng cái này cũng xinh này, cái này mình thấy mẫu mặc đội lên đẹp lắm. Cũng là một em kiểu beret, không biết độ có xinh không. Đấy. Phối mấy cái kiểu blazer, áo khoác cùng các thứ vào mùa xuân ấy thì mình nghĩ là nó sẽ khá là xinh. Đó, trời ơi. Trinh, đống đồ này của mình vừa rồi thì mình thấy là chất đều ok nhá. Cả mình thấy là đồ rất ok luôn ấy. Chắc là mình nhớ là mình mua có trên dưới 100.000 ấy mọi người, toàn đồ 100.000 ấy. Thế kiểu quá rẻ không ạ? Mình sẽ mặc đống này khi mình đi Jeju vào cuối tháng 1. Nên là mọi người hãy chờ xem vlog Jeju của mình để nhìn rõ hơn những cái đồ của Lovito mình mặc nha. Và hiện tại thì Lovito đang giảm giá rất là nhiều ở trên sàn Cam, nên là mọi người có thể add cái mã code này của mình vào và sẽ được giảm rất là nhiều nha mọi người. Mọi người săn voucher của shop rất là nhiều nữa. Mình được săn sale cho ngày 15 tháng 1 thì mọi người hãy nhanh tay chuẩn bị cho vào giỏ hàng đi nhá. Và chúc mọi người săn sale thành công như tôi. Đợt này, đợt này mình kiểu cảm thấy rất là mãn nguyện luôn ý. Video săn đồ sale shop P lần thứ 2 của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn mọi người vào các video tiếp theo. Hãy nhấn follow cũng như là để lại những comment này, ấn like cho video của mình nữa nhá. Và hẹn mọi người vào các video tiếp theo trên YouTube của mình. Bây giờ thì